siêu vô béo nào cho heo tốt nhất hiện nay? Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh. Có rất là nhiều trang trại chăn nuôi ở khu vực Sông Lô Vĩnh Phúc và khu vực toàn Việt Nam. Họ có hỏi tôi rằng là nên chọn dòng vô béo nào hiệu quả nhất hiện nay. Thì như các bạn đã biết ở trên thị trường nó có quá nhiều những loại vỗ béo, nó khiến cho sự lựa chọn của các bạn nó bị hỗn loạn. Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để các bạn có thể chọn được sản phẩm vỗ béo hiệu quả cao. Thì trước mặt Xuân Trịnh đây là sản phẩm siêu tăng trọng. 1kg này dùng cho 40 tấn heo và 30 tấn gà. Nó được bổ sung axit amin, vitamin, dưỡng chất đặc biệt giúp cho vật nuôi ham ăn chóng lớn, đẹp mã đẹp nườn, trơn lông mượt da đỏ tích kích màu, giúp cho heo bung lông lở vai, da rẻ hồng hào để giúp cho các bạn nhanh xuất bán. Vậy thì nếu mà các bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn dòng sản phẩm vỗ béo nào thì các bạn có thể sử dụng siêu tăng trọng của công ty thuốc tí Supervet. Đây là một trong những sản phẩm chất lượng số 1 Việt Nam. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.